Chiều ngày 22 tháng 8, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tặng quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thọ Xuân nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại huyện Thọ Xuân, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã trao 10 suất học bổng, 8 xe đạp, 50 chiếc ba lô cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Được biết, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh sẽ tổ chức trao quà hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, các huyện Hoàng Hóa, Như Xuân, Thọ Xuân, nhận đỡ đầu hỗ trợ một phần tiền ăn bán trú cho trẻ em huyện Mường Lát, tặng quà và bàn giao công trình nước sạch tại huyện Lăng Chánh, Như Thanh, Quan Sơn, Bá Thước. Những hoạt động phần quà ý nghĩa của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.